Chào các bạn, ngày hôm nay thì Đồng Thoại sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để chúng ta xây dựng một nội dung bài thuyết trình sao cho chặt chẽ này, mạch lạc và hấp dẫn. Cùng với đó là phải có yếu tố sáng tạo trong đó. Vì gần đây nhất thì You Can Now cùng với đó là Đồng Thoại nhận được vô vàn những bình luận, vô vàn những lời comment rằng là bao giờ thì mới ra video, đó chính là cách để xây dựng nội dung bài thuyết trình sao cho hấp dẫn nhất, mạch lạc và hay nhất. Thì ngày hôm nay chính là video dành cho tất cả những bạn nào đang quan tâm. Các bạn thân mến, xây dựng một bài thuyết trình thì sẽ bao gồm 3 bước cực kỳ quan trọng. Bước đầu tiên đó chính là phân tích. Bước thứ hai là chúng ta phải có cấu trúc. Và bước thứ ba là thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào từng bước một. Bước một đó chính là phân tích. Thứ nhất thì bạn cần phải xác định được mục tiêu của việc thuyết trình. Ví dụ như bạn muốn người nghe hiểu là cái gì này, quan hệ của bạn muốn tạo dựng là một điều gì đó với ai, và cái mà bạn muốn người đó được lắng nghe, muốn người đó được thực hiện, muốn người đó được hiểu như thế nào, thì bạn phải hiểu được điều này nhé. Cách thứ hai, yếu tố thứ hai rất quan trọng, đó chính là bạn cần phải phân tích người nghe bằng cách hãy suy nghĩ về chủ đề thuyết trình trước đám đông dưới góc độ của người nghe. Đừng bao giờ nghĩ rằng là bản thân mình nói ra người ta có thể hiểu được hết. Hãy tập trung vào kiến thức của họ, vấn đề mà bạn đang thuyết trình đến đâu, ngôn ngữ sử dụng như thế nào, mối quan tâm của họ là gì, những định kiến hay là tâm trạng, quan hệ của người nghe như thế nào, vân vân. Thứ ba, đó chính là lúc nào thì bạn cũng thực hiện phân tích các ý tưởng đó và xây dựng một cách mạch lạc những ý tưởng này. Hãy đưa ra cho mình những công việc mục tích rõ ràng, chuẩn bị nội dung này, thông tin cho bài thuyết trình này, tìm hiểu về khán giả, văn hóa của họ, tìm kiếm những chủ đề, xây dựng những mục tiêu hay là xác định những mục đích cực kỳ rõ ràng. Bước thứ hai của chúng ta là gì đây ạ? Chắc chắn rồi, đó chính là chúng ta sẽ phải có cấu trúc của một bài thuyết trình. Nhìn chung thì một bài thuyết trình thường được chia ra làm 3 phần, là mở đầu, nội dung và kết thúc. Tại sao vậy ạ? Bởi vì cấu trúc của bài thuyết trình của chúng ta sẽ mang đến cho người nghe cảm giác có sự phân tích này, lập luận, cùng với đó là có cảm giác của sự chuyển động tiến lên phía trước. Và lý do thứ ba cực kỳ dễ nhớ. Một bài thuyết trình tốt nếu đạt được các mục tiêu cơ bản sau đây ạ. 1. Đó chính là không làm mất thời gian của người nghe. 2. Đó chính là hiểu được người nghe là ai và tại sao họ tới đây. 3. Là cấu trúc tốt của bài thuyết trình. 4. Là thực hiện bài thuyết trình lôi cuốn và hấp dẫn. 5. Là hãy nhấn mạnh vào những điểm quan trọng trong thông điệp của bạn. 6. Là tạo lập được mối quan hệ thân thiện với người nghe. Bước thứ 3 của chúng ta đó chính là bước thực hiện. Và để không nằm trong số những người thất bại, bạn cần nhớ những nguyên tắc thuyết trình hiệu quả sau đây.